Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như các bạn đã thấy thì hiện tại mình đang đi làm clip rank đơn cao thủ các bạn nhá. Khi team mình sở hữu một team nói chung là khá là cơ bản và ok, thiên về bắt lẻ và combat giao tranh đơn lẻ thì rất là mạnh. Rồi, clip này thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra khi thằng Wonder Woman nó không còn lên tanh như tất cả các bạn đã từng thấy nữa, mà ngày hôm nay mình sẽ lên đáo truy hôn và lên full đam để các bạn xem sức mạnh của Wonder Woman như thế nào. Rồi, để tập trung vào một clip siêu phẩm này thì mình muốn nói qua một chút, đó chính là các bạn nào có nhu cầu mua nick hoặc các bạn nào yêu cầu tìm nick theo yêu cầu ấy thì các bạn hãy nhắn tin lên Zalo, bởi vì mình tìm nick theo yêu cầu thì sẽ là nick, ví dụ các bạn mua từ dao động từ 700.000 trở lên thì mình sẽ bán riêng ở trong Zalo. Còn các bạn nào mua ở dưới 200.000 hoặc 300.000, 100.000 thì các bạn hãy vào shop mơ sướng đến vị.vn để các bạn mua các bạn nhé. Nhưng mà thực sự để mà nói, nếu các bạn mua nick ở Zalo thì nó sẽ VIP hơn rất là nhiều, cho nên đó là quyền lợi của tất cả các bạn. Chẳng hạn như nói chung hàng trăm skin với là 100 tướng bằng ngọc thì chơi Battle Line thì tầm dao động tầm 700 hoặc 900 tùy nick các bạn nhé, và tùy skin để mình có thể tìm cho tất cả các bạn những cái nick để phù hợp với tài chính của tất cả các bạn. Rồi, clip này thì mình sẽ lên full đam, và các bạn hãy thấy rằng mình đang còn tập trung khai thác những con quái rừng. Có một cái mèo khi các bạn chơi Wonder Woman ở giai đoạn đầu game ấy, thì mình sẽ có một cái mèo nhỏ nhỏ cho tất cả các bạn. Đó chính là khi các bạn giao trách rồi cái thằng này chiếu hai trùng lên nó chết. Ôi trùng ngon lành quá. Đấy, khi có cái mèo nhỏ khi tất cả các bạn combat đánh nhau ở giai đoạn đầu game ấy thì mình khuyến các bạn, thường ngày xưa các bạn đến tanh cơ các bạn sẽ cầm Wonder Woman quất giấy và lao vào để các bạn mở combat, nhưng không, Wonder Woman khi các bạn lên full đam ở giai đoạn đầu game nó không đủ đam để giết bất kể một đối phương nào hết, cho nên một cái mèo nhỏ là các bạn hãy nấp bụi hoặc giấu sai hoặc đứng gần đồng đội các bạn và chờ tím địch có một nửa máu thì chúng ta sẽ lao lên. Chẳng hạn cái pha này này, đây cái pha này lao lên các bạn nhé. Đấy, cho nên là Wonder Woman không nên lao vào. Tại vì sao lại như vậy thì mình sẽ nói các bạn lý do luôn. Bởi vì Wonder Woman khi các bạn không lên tánh thì nó cũng chỉ là một vị tướng đấu sĩ cơ bản mà thôi, cho nên nó sẽ rất là dễ chết. Đặc biệt rằng Wonder Woman khi mất chiêu ba thì nó sẽ không có một chiêu thức nào phòng thủ cả, cho nên rất là nguy hiểm. Rồi, tím địch ăn rồng. Đây, cái pha này mình sẽ dùng cho một quả tường này. Đấy, nó không có rừng mà, làm gì có rừng, cho nên mình sẽ kết luôn con rồng này các bạn nhá. Ok. Đấy, ở cái mùa này thì có một cái điều rất là quan trọng, đó chính là con rồng ở đầu tiên, con rồng đầu game. Mặc dù để mà so xét về late game thì không bằng, nhưng nó là một cái quan trọng cực kỳ ở trong trận đấu luôn. Khi tất cả các bạn ăn con rồng đầu game ấy thì nó sẽ tạo cái gì ạ? Tạo cái tâm lý đồng đội các bạn. Đấy, các bạn hãy thử nghĩ mà xem, trong một trận đấu mà các bạn có con rồng đầu tiên, các bạn có tâm lý nó kiểu tự tin và chắc chắn, hoặc các bạn có tầm sắc feeling hơn là bình thường không? Thay vì các bạn mất con rồng đầu, các bạn sẽ bị tâm lý ngay ra đầu game, sẽ khiến trận đấu nó sẽ không xảy ra tốt cho đến giữa game. Cho nên con rồng đầu, các bạn đi rừng hãy nhớ rằng con rồng đầu nó rất là quan trọng. Quan trọng không những về cái lượng vàng, lượng farm giúp các bạn farm lính, mà nó quan trọng với cái mặt tinh thần nữa. Cho nên mình hy vọng các bạn hãy cố gắng làm thế nào để có thể ăn được con rồng cho team. Còn cái con cá xa nhỏ đấy thì thực sự mình đây, tầm phút này ăn là đẹp, bởi vì nó phút thứ tư là nó sẽ xuất hiện và nó sẽ ấy. Thôi, cái trận phá này thì mình sẽ không cần phải ăn cá xa làm gì. Rồi, từ từ mình sẽ tập trung farm tốt nhất có thể để có thể lên được build đồ tốt nhất, và tí nữa thì lên full đam thì không biết sức mạnh của nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Rồi, pha này đây thằng nào. Rồi, chiêu 2 lướt đấy các bạn nhá. Cái combo của Wonder Woman ở phiên bản mùa này thì nó cũng sẽ cơ bản thôi. Vốn gì đây một vị tướng cần chiến thì muốn lao vào một vị tướng thì chúng ta phải như nào ạ? Phải dùng chiêu 2 để tiếp cận. Khi dùng chiêu 2 tiếp cận rồi thì chúng ta sẽ zone chiêu 1 hoặc zone chiêu 3 ngay lập tức để gây cho đối phương choáng. Và khi đối phương choáng thì chúng ta sẽ gây đám. Và chiêu nào của Wonder Woman mạnh nhất, xin thưa, đó chính là chiêu 1 các bạn nhé. Chiêu 1 khi các bạn chọc được 2 lần thì cái lượng sát thương nó theo phần trăm máu nó rất rất là đau. Đấy,
Hiện tại thì mình lên được cái đáo tri hôn và dây thôi, thì đấy là một lượng sức mạnh tân tiến. Những các bạn hãy nên nhớ rằng, hãy nhớ mình trong cái mèo giai đoạn đầu game nhá, đây vẫn là đầu game, không nên la vào một combat cân 2 cân 3 làm gì cả, bởi vì hiện tại quân của mình chưa cân được đâu. Đấy, rồi đây, thằng Nam Carrot, đây dùng chiêu 2 xích vào nào. Dùng chiêu 2 xích vào, đây thằng Nam 100% chết rồi, chưa 3. Ôi giời ơi, chưa 3 xịt như thế này chứ cái gì. Ôi giời ơi. Chả cái thằng Nam Carrot này. Thằng Zuka đánh hay đấy các bạn ạ. Thằng Zuka đánh hay thật đấy. Nó vừa nhìn cả mà đây thằng Rio má thêm ra, nhưng mà thằng Zuka lại ra liền. Tuyệt vời. Ok, không sao các bạn nha. Rồi, tiếp tục. Đây, thằng Na này lại quất rõ tiếp. Đấy, từ từ lao lên. Chưa 3 nha. Mình luôn luôn giữ chưa 3 tại vì sao ạ? Chưa 3 của Wonder Woman. Từ từ bình tĩnh cái pha này. Chỉ gọi là tự vệ đây, cái pha này tự vệ chưa 3 luôn. Đấy. Chưa 3 của Wonder Woman thì mình sẽ dùng cho hai trường hợp. Một là các bạn tự tin chắc chắn gây choáng đối phương zone down thì dùng. Còn thứ hai sẽ dùng cái tự vệ. Tự vệ là như nào? Là khi team địch nó dồn sát thương vào các bạn, khi Wonder Woman vận khí đan điên ấy, thì nó sẽ trúng đối phương, sẽ được tạo giáp, và đặc biệt rằng các bạn sẽ không bị gây choáng, sẽ bị loại bỏ những cái hiệu khống chế đấy, kiểu như vậy. Cho nên mình gọi đó là chiêu thức tự vệ. Chúng ta sẽ dùng hai trường hợp, một là dồn đối phương, nếu mà đối phương chắc chắn các bạn lường đá, hoặc là cái phá này, khi đạt được cái build này các bạn hiểu không, mình đủ một bổ combo, mình giết được một vị tướng rồi, thì mình sẽ dùng luôn chiêu 3 một vị tướng để cho nó toảng mình zone luôn. Đó là cái cách thứ nhất. Còn cách thứ hai dùng tự vệ. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình chiêu 3 dùng hai cái nhá, không được dùng bừa bãi. Dùng bừa bãi là như nào ạ? Bởi vì đấy là một vị tướng. Đây, cái pha tự vệ này thì không nói này. Nếu các bạn dùng bừa bãi thì coi như các bạn sẽ coi như là cấp các bạn không chơi Wonder Woman hiệu quả được. Đây, quất rối bạn đã chết này. Rất là mảnh các bạn nhé. Đấy, tại vì sao? Chưa 3 của Wonder Woman nhìn như vậy thôi, nó cực kỳ quan trọng luôn. Rất rất quan trọng, cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Nếu chưa 3 mà các bạn dính các nhiều vị tướng ấy, thì các bạn lại có cái lượng giáp rất rất to. Đấy, các bạn mới dùng bừa bãi hoặc dùng không chính xác đúng mục đích, thì mình khuyến các bạn hãy lùi ra khỏi phá combat để ngay lập tức các bạn nhé. Hãy nhớ như mình đâu đấy. Rồi, tổng kết trong trận đấu này thì mình sẽ lên full đám của Wonder Woman. Thì để mình đánh giá nhận định, đây là một trận đấu mà team địch có những cái vị tướng hợp beta như Zuka, Nakarot. Đấy, pin. Đấy, các bạn thấy chưa? Mà mình lên full đam mình cũng có thể chơi được tốt. Cho nên rằng, mình nhận định rằng là khi Wonder mà lên full đam, chúng ta chơi trong meta này phù hợp, rất phù hợp. Nhưng nó chỉ chơi được từ đầu game đến phút thứ 15 của game thôi. Cho nên các bạn chơi Wonder Woman ở dãy ở lên full đam thì chúng ta sẽ phải cố gắng lăn qua khối tuyết hoặc snowball. Snowball là lấy những cái lợi thế từ nhỏ như con rồng, rồi từ từ để kéo đến phút thứ 10-23 để kết thúc trận đấu combat giao tranh tổng. Đấy là cách Wonder Woman khi lên full đam mùa này. Rồi, và đặc biệt rằng cái bộ combo của Wonder Woman thì các bạn có thể thấy được rằng sát thương chiếu 1 là sát thương to nhất của Wonder Woman. Cho nên, thứ nhất, nếu các bạn mà dùng chiếu 1 để tiếp cận đối phương thì mình nghĩ đó chính là từ thằng nào đầy đủ, thì đó chính là những vị tướng ít máu thôi. Còn các bạn không được dùng chiếu 1 để tiếp cận đối phương khi team địch còn nhiều máu. Tại vì sao? Bị hết sát thương thôi. Chiếu 1 mới dùng để tiếp cận thì sát thương đâu ra nữa. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ rằng chiếu 1 này khi tất cả các bạn mà bị mất mà cảm thấy đối phương còn nhiều máu thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng rút hoặc đánh lên rứ chứ không được chơi khô máu. Đấy, cho nên là tiếp cận bằng chiêu 2 là tuyệt vời nhất. Cho nên mình sẽ ưu tiên cái combo chiêu 2 lao lên đánh thương một cái, rồi dùng chiêu 1 đánh thương một cái, rồi tiếp tục chiêu 1 đánh thương một cái. Nôm na rằng cứ mỗi chiêu thức của Wonder Woman thì sẽ đánh thương một cái, bởi vì nó có cái nội tài các bạn thấy không, nó sẽ có một cái nội tài rất là tuyệt vời luôn. Cho nên là Wonder Woman nó thực sự là rất là tốt. Rồi, đây là một cái pha combat hầu như là kết thúc của game thôi. Và mình xin chúc các bạn xem clip thật vui vẻ và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau. Và các bạn đừng quên hãy comment phía dưới ở phần bình luận để mình xem các bạn thích chơi những vị tướng nào để mình làm cho phù hợp với tất cả các bạn nhé. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye.